Trong video này tôi sẽ trình bày các tính năng chính của một phần mềm mới của công ty, đó là phần mềm BQB B 8.0. Đây là một phần mềm mới được đưa ra nằm trong cái bộ phần mềm ngân hàng câu hỏi thông minh của công ty Schoolnet. Thì ý nghĩa của phần mềm này như thế nào? Thì đây là cái phần mềm được thiết kế rất đặc biệt, nó hướng đến các giáo viên là những người mà chưa có hiểu biết về công nghệ thông tin hay là chưa có hiểu biết về khái niệm ngân hàng câu hỏi mà muốn sử dụng ngay phần mềm để có thể linh hoạt tạo ra các cái đề kiểm tra cho học sinh dùng trên lớp của mình. Ý tưởng phần mềm lần này là như sau, là phần mềm sẽ không làm việc với các ngân hàng câu hỏi theo đúng nghĩa của phần mềm mà sẽ chỉ làm việc với các cái tệp đọc. Các cái tệp đọc này là cái tệp mà chứa các câu hỏi mà giáo viên muốn tạo ra các ngân hàng để mà tạo ra để kiểm tra. Thì trên thực tế thì giáo viên chúng ta là đã làm quen rất nhiều với các cái tệp đọc rồi, cho nên là cái việc là nhập câu hỏi vào tệp đọc là rất là dễ. Do đó cho nên là phần mềm này sẽ không làm việc với các ngân hàng câu hỏi thực sự mà chỉ là với các cái tệp đọc bình thường, và từ đó phần mềm sẽ làm việc y như là một cái phần mềm có những ngân hàng câu hỏi bình thường, có thể tạo ra đề kiểm tra, xin đề kiểm tra kiến thức và kiểm tra trực tuyến. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái phần mềm này. Đây là cái bản EQB B 8.0. Tôi sẽ bật lên. Đây là cái thư mục dùng để làm việc với các ngân hàng câu hỏi. Thì có thấy là nó không có cái lệnh là mở ngân hàng câu hỏi nữa, mà có cái lệnh là mở đọc file. Như vậy là tất cả các cái gọi là ngân hàng câu hỏi giáo viên sẽ nhập vào các cái tiệp đọc. Mỗi tiệp đọc như vậy là gồm có các câu hỏi, một số câu hỏi là chính là các ngân hàng câu hỏi. Chúng ta hãy làm thử. Chúng ta dùng lệnh là mở đọc file. Trong cái đọc file này là nó chứa sẵn những cái câu hỏi rồi. Tôi sẽ mở một cái tệp đọc ở trên đĩa ra. Ví dụ tôi vào đây là cái tệp đọc đã có sẵn. Phần mềm có thể mở được cái file đọc hoặc là file đọc exe. Đây file này, đây là một cái file ở trên đĩa đã có sẵn là lưu những câu hỏi theo đúng cái khuôn mẫu của EQB. Chúng ta bấm nút mở. Bấm nút đồng ý, phần mềm sẽ tự động chuyển nhập câu hỏi vào ngân hàng và sẽ tạo ra một ngân hàng câu hỏi mới có cái tên là chỉ là cái tên trùng cái tên của file doc. Như vậy là khi chúng ta dùng cái lệnh là mở file doc thì phần mềm sẽ tạo ra một cái ngân hàng câu hỏi EQB trùng với tên là file doc đó, và trong ngân hàng còn đã chứa sẵn các cái câu hỏi lấy từ file doc sang, và bây giờ chúng ta có thể làm việc bình thường với ngân hàng câu hỏi. Ví dụ chúng ta có thể tạo ra những lệnh như là khởi tạo để kiểm tra, mở để kiểm tra và các cái lệnh tương ứng. Tôi làm thử nhé, tôi sẽ làm lệnh là khởi tạo để kiểm tra. Phần mềm sẽ sinh để kiểm tra từ cái ngân hàng câu hỏi này, chính là từ cái file doc mà tôi đã nhập. Bấm nút này. Đây là lệnh là khởi tạo để kiểm tra ở trong phần mềm EQB B. Chúng ta tạo ra, ví dụ như là KT151 chẳng hạn. Đây cho thấy là phần mềm chỉ cho phép chúng ta nhập là số lượng câu hỏi trắc nghiệm, số lượng câu hỏi tự luận trong cái ngân hàng, trong cái đề kiểm tra này. Ở đây các bạn thấy là có cái một trong mở ngoặc ra, đây ghi là đây chính là cái số lượng câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi. Như tôi làm tạo ra một cái đề kiểm tra gồm có ví dụ như là 15 câu hỏi trắc nghiệm. Thực ra làm bài của tôi sẽ là 10 phút. Đó. Có đặt kia mật khẩu của nó hoặc là không, tùy. Bấm nút là khởi tạo, phần mềm sẽ tự động khởi tạo một đề kiểm tra với cái tên là KT151.QBT và lập tức mở ra cho chúng ta làm việc. Bấm nút khởi tạo. Xong. Bấm nút OK, phần mềm đã mở rồi. Đây là chỉ là cái đề kiểm tra đã mở ra, và bây giờ chúng ta có thể in ra, hoặc là bài online. Tôi bấm này tôi có thể xem cái đề kiểm tra này trước khi in ra. Với đây là các câu hỏi kiểm tra, một đề kiểm tra được của phần mềm EQB có đuôi là EQBT được tạo ra từ ngân hàng câu hỏi mà chúng tôi đã mở lúc nãy. Ngân hàng của đó lại chính là câu hỏi lấy từ cái một file doc. Đây có thể là khi đưa trang 1, đây trang 2, đây trang 3, và chúng ta có thể chuyển cái đề kiểm tra này ra cái dạng là doc để chúng ta có thể in ra.
Với điều kiện đáp ứng này, chúng ta có thể làm bài trực tuyến và cái lệnh là ôn luyện kiểm tra và chức năng là phần trực tuyến. Chúng ta sẽ vào cái tính năng là làm bài tập kiểm tra trực tuyến ở trên máy tính. Tôi nhập cái họ tên, ví dụ như này, số bộ lớp, số báo danh, ví dụ như vậy, và 23, bấm nút kiểm tra. Bắt đầu phần mềm sẽ đưa chúng ta vào một cái trang, chúng ta có thể làm từng câu một. Như vậy thời gian làm bài là 10 phút. Cái màu đỏ thì anh đã làm, màu xanh là thời gian còn lại. Chúng ta là có thể làm từng câu một. Câu một đây, chuyển sang câu 2, chuyển sang câu 3. Chúng ta có thể dùng các cái phím page up, page down để chuyển câu hỏi, và dùng các phím 1, 2, 3, 4 để chúng ta nhập cái đáp án. Chúng ta có thể chuyển nhanh sang câu hỏi khác, bấm vào đây để chuyển nhanh sang câu hỏi, để chuyển sang câu hỏi 15 chẳng hạn. Chúng ta làm câu hỏi 15, bấm nút page up để về câu hỏi 14, chọn câu hỏi 3. Câu hỏi 9, câu hỏi 8 đã làm rồi. Như vậy là chúng ta làm cái đề kiểm tra này ở trên máy tính online trực tuyến giống như là cái đề kiểm tra khác. Khi làm xong, chúng ta bấm nút nộp bài, hoặc chúng ta có thể đợi thời gian kết thúc thì phần mềm tự động ra điểm, bấm nộp bài. Thời gian làm bài vẫn còn, bạn có muốn không? Bấm yes và ra điểm ngay. Khi điểm rồi, chúng ta có thể đóng lại và ta xem lại cái bài làm của mình từng câu một. Xem lại câu một đây, câu một đã làm sai, câu 2 cũng làm sai, câu 3 làm đúng, câu 4 làm sai, câu 5 làm sai. Tôi xem lại từng câu một. Khi xong hết rồi, bấm nút thoát để thoát ra. Thì đó là cái thao tác là làm bài kiểm tra trực tuyến. Tôi xin phép được trình bày thêm một thứ rất là hay là cái tính năng là chấm bài kiểm tra. Đây là cái tính năng cho phép nếu chúng ta mà in cái đề kiểm tra này ra giấy cho học sinh làm bài, học sinh sẽ làm bài vào một cái mẫu và chúng ta có thể chấm trực tiếp trên máy tính. Ta thu bài làm của học sinh và chấm trực tiếp trên máy tính. Chúng ta làm thử nhé. Với điều tra này, chúng ta có thể in ra, chúng ta có thể in ra cái phiếu để phát cho học sinh. Bấm vào đây để in ra cái phiếu. Cái phiếu có dạng là một cái tờ như này và phát cho mỗi sinh một tờ. Học sinh sẽ cầm cái đề kiểm tra và điền đáp án vào đây và nộp vào cho giáo viên. Giáo viên sẽ dùng cái tờ này và giáo viên sẽ tiến hành chấm bài trực tiếp như sau. Ví dụ tôi chọn cái học sinh đầu tiên, ví dụ như là Bình, lớp 12B, số báo danh 24, bấm nút bắt đầu chấm. Phần mềm sẽ hiển thị cái trang và chúng ta sẽ so sánh với bài làm của học sinh. Đây, là câu 1 họ đáp án sẽ là A, câu 2 đáp án là B, câu 3 là A, câu 4 là như vậy. Tôi làm thử một cái bài mẫu. Đây là đề đáp án của học sinh. Khi điền xong, ta bấm nút kết quả, phần mềm sẽ ra điểm ngay. Và bây giờ chúng ta có thể lưu cái này lại, ta ghi này vào bài làm của học sinh và chúng ta sẽ đóng lại và bấm nút tiếp tục. Phần mềm sẽ ra một cái bài, một cái họ tên khác. Chúng ta bấm ví dụ như vậy, đồng ý. Chúng ta lại ra một cái trang khác và chúng ta lại nhập tiếp tục nhập cái bài làm của học sinh trên giấy. Đó là cái tính năng gọi là chấm bài trực tiếp. Tôi xin nói thêm một tính năng nữa là cái tính năng là thiết lập đề kiểm tra từ đọc file. Vì chúng ta không đưa cái lệnh, chúng ta không cần tạo đề kiểm tra từ ngàn câu hỏi nữa mà chúng ta tạo từ một file đọc có sẵn ở bên ngoài. Tôi bấm vào đây và tôi sẽ mở cái file đó. Vì tôi mở cái file trên đĩa, tôi tìm cái file có đuôi là docx, cái file này chẳng hạn, và tôi chọn cái đề tên đề kiểm tra là như thế này. Tháng điểm, chọn tháng điểm là như thế này, thì là bài là như thế này. Bấm nút khởi tạo. Phần mềm lập tức là khởi tạo xong và lập tức là mở luôn ra. Có thấy là chúng ta đang mở làm một số các đề kiểm tra ra. Vậy đây là cái lệnh là chuyển nhập nhanh từ một file doc vào ngân hàng câu hỏi. Như vậy đây là một vài cái, ngoài ra cái thư mục này còn có những cái lệnh như là khởi tạo câu hỏi và trộn đề kiểm tra từ một đề gốc. Chúng ta có thể trộn thành nhiều đề khác. Ví dụ tôi làm nhé,
tôi đang là mở lệnh để kiểm tra QBT cái thứ hai. Tôi vào đây và tôi sẽ từ một đề gốc tôi sẽ tạo ra, tôi tạo ra là 10 cái đề khác, lấy từ đề gốc đó và ta trộn các câu hỏi. Ở đây tôi chọn từ phương án là tự động chọn các cái mã để kiểm tra, đây tự động đấy nhé. Rồi đồng ý này. Ở đây là cái thư mục chứa những cái tệp đó, cái mã môn học có thể chọn, đây là PA chẳng hạn. Ta chọn các lựa chọn. Một lựa chọn thứ tự câu hỏi là chọn thứ tự các phương án trả lời không thay đổi thứ tự câu hỏi. Hai là chỉ chọn thứ tự câu hỏi chính, không chọn phương án trả lời. Còn ba là chọn thứ tự các câu hỏi chính đồng thời chọn phương án trả lời. Tôi chọn phương án 3. Ở đây là cái lựa chọn là không chọn hay có chọn câu hỏi phụ trong câu hỏi dài. Đó. Đây là cái thư mục để chứa các cái tệp đầu ra. Bấm nút bắt đầu. Phần mềm sẽ lập tức là sinh ra 10 cái file ở bên cạnh cái file đó. Và khi chúng ta đã tạo ra rồi thì ở đây chúng ta có thể xem lại cái đáp án mẫu cho 10 cái câu hỏi, cho 10 cái đáp án đó. Đây, đáp án đây. Từ 1 đến 10 đây. Đây. Và các bạn có thể mở máy tính ra, các bạn có thể xem trên đĩa là có nhiều cái tệp được mở ra. Tôi làm thử nhé, tôi kiểm tra, tôi mở đề này. Để các bạn thấy đây chính là cái đề kiểm tra tôi vừa được tạo ra từ một cái đề gốc là đề KT2.QBT. Phần mềm tự động tạo ra 10 cái đề kiểm tra khác bằng cách là trộn các phương án trả lời của câu hỏi và phương án trả lời của cái đề kiểm tra gốc này. Thì đó là một vài cái tính năng chính của phần mềm này, của phần mềm EQBB.